Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã vào mùa mưa lũ, thế nhưng hàng chục hộ dân ở bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An vẫn đang từng ngày trải qua cuộc sống bấp bênh bên khe suối. Nguyên nhân của sự việc là các hộ dân này từng được tái định cư, nhưng khu tái định cư không an toàn nên tất cả bỏ đi tự tìm nơi tá túc. Khu tái định cư Khe Ò, bản Vẽ, xã Yên Na. Một khung cảnh tan hoang, đổ nát bao trùm. Cả khu tái định cư vốn được đầu tư đồng bộ hạ tầng, nhưng người dân vẫn bỏ ra đi. Gia đình anh Lô Thanh Lương là một trong những hộ ra đi đầu tiên. Ra đi là để đảm bảo an toàn. Năm 2011, trong mưa bão, tảng đá này đã lăn từ đỉnh núi xuống, đè nát nhà bếp. Cả nhà Lô Thanh Lương thoát chết trong gang tấc. Khi đấy là hôm nay khoảng 1 giờ chiều, là hòn đá lăn, tức là qua nhà bếp, tức là cách nhà to tôi là khoảng 2 mét. May mà cả nhà ở trong nhà đi, mà lăn vô nhà to thì có lẽ chết hết trong nhà. Thêm những vụ sạt lở đá lăn khác xảy ra, lần lượt hơn 40 hộ dân khu tái định cư Khe Ò đã kéo nhau tìm nơi ở mới. Cảm giác không an toàn, mưa to gió lớn không ngủ được, ngủ không yên, ăn cơm không ăn được. Sợ đây, có cái bà bên cạnh đi đây, nhảy đưa bữa ra khỏi nhà là vừa hòn đá to lăn xuống. Đa phần người dân dựng nhà ven suối, dọc theo trục đường dẫn vào trụ sở xã Yên Na để ở. Dân không cho ở, dân cứ vẫn ở. Có nghĩa họ cùng tuyên bố ở được ngày nào hay ngày đó. Với cái khu đó, đi điền điểm hiện tại bây giờ họ đi cư tự do đó. Vì họ cũng lo, sợ, chúng tôi cũng rất đau đầu trong cái việc đó. Sở dĩ xã khó giải quyết vấn đề này bởi khu tái định cư Khe Ò quá nguy hiểm. Trong khi đó, quỹ đất của xã không còn để sắp xếp cho người dân có một nơi ở khác. Duy nhất xã có thể sắp xếp lại chỗ ở cho người dân là địa điểm tại khu tập thể của công nhân thi công công trình thủy điện Bản Vẽ. Khu vực này hiện tại công nhân đã rút, diện tích đất đã được thủy điện trả lại cho huyện Tương Dương quản lý. Khu cho công nhân ở, nếu mà hiện tại bây giờ họ bàn giao lại cho mình có văn bản giấy tờ của trên của nhà nước về để cho giao cho quyền cho xã để xã bố trí sắp xếp để ổn định lại dân, đặc biệt là cái khu Khe Ò đó, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng dàn xếp đủ cái diện tích đó cho dân ở và chắc là cũng sẽ đảm bảo an toàn cho người dân. Xã có mong muốn cái điều ấy không? Hiện tại bây giờ chúng tôi cũng đang rất mong muốn cái điều đó. Đây có thể xem là giải pháp hợp lý để đảm bảo an toàn cho người dân. Bởi diện tích của khu tập thể công nhân này vốn là nơi mà nhiều bà con ở khu tái định cư Khe Ò từng sinh sống trước đây. Thế nhưng diện tích này đã được Ủy ban Nhân dân huyện chuẩn bị cho một phương án khác. Thì huyện đang dành quỹ đất mà nhà máy thủy điện, công trường thủy điện Bản Vẽ trước đây trả lại cho huyện. Thì huyện sẽ dùng quỹ đất đấy để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, nhất là đầu tư vào ngành thủy sản, để phát triển thế mạnh thủy sản của huyện Tương Dương. Bất chấp sự an toàn của người dân và bỏ qua nguyện vọng của chính quyền cấp xã, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thủy sản vào địa bàn, hiện tại Ủy ban Nhân dân huyện Tương Dương đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để cấp sổ đỏ cho các hộ dân ở khu tái định cư Khe Ò. Cấp đất ở, nơi mà hơn 40 hộ dân đã phải bỏ chạy lấy người.